Cậu bé 9 tuổi giành quán quân cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang nhí. Chương trình tìm kiếm người mẫu thời trang trong độ tuổi từ 5 đến 13 tuổi, so yêu thình yêu can. Model đã chính thức khép lại với chiến thắng cao nhất thuộc về cậu bé Nguyễn Đức Phong Thiên 9 tuổi đến từ Bắc Ninh. Tập 13 đồng thời cũng là tập chung kết, so yêu thình yêu can Model 2022, SDJICM đã chính thức phát sóng trên kênh VTV9. Ngôi vị quán quân mùa đầu tiên chương trình đã gọi tên thí sinh Nguyễn Đức Phong Thiên, cậu bé 9 tuổi đa tài, đa nghệ đến từ tỉnh Bắc Ninh. Cùng với đó, danh hiệu Á quân 1 thuộc về thí sinh Đồng Vân Anh, Á quân 2 thuộc về thí sinh Vi Hoàng Bảo Vi. So yêu thình yêu can Model là cuộc thi tìm kiếm những mầm non tương lai có năng khiếu trong lĩnh vực người mẫu thời trang. Cuộc thi hướng tới các bé trong độ tuổi từ 5 đến 13 tuổi. Chương trình có ban giám khảo là những người nổi tiếng, nhà thiết kế đình đám như nhà thiết kế Ruby Phạm, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, ca sĩ Kiều Dốc, ca sĩ Ngọc Khuê. Trong suốt hành trình kéo dài 4 tháng gồm 13 tập được phát sóng, Phong Thiên đã thể hiện tài năng, sự chuyên nghiệp, tự tin, dạn dĩ trước ống kính và xuất sắc vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe của cuộc thi ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn xuất, vũ đạo. Thể hiện nổi bật của Phong Thiên không chỉ chinh phục hoàn toàn ban giám khảo mà còn cả những khán giả theo dõi chương trình. Không khó để nhận ra được Phong Thiên không chỉ sở hữu tài năng thiên bẩm mà còn có sự rèn luyện chăm chỉ không ngừng nghỉ, bồi dưỡng các kỹ năng để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Trong tập chung kết, Phong Thiên gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo cùng các vị huấn luyện viên, gia đình, khán giả đã đồng hành cùng cậu bé trong hành trình 4 tháng của cuộc thi. Đây không phải là kết quả bất ngờ với những người đã theo dõi làng mẫu nhí Việt và biết đến Phong Thiên. Phong Thiên là gương mặt đầy tiềm năng của làng nghệ thuật Việt với những thành tích nổi bật không chỉ riêng sàn catwalk mà còn xuất hiện trong các MV ca nhạc, lấn sân ca hát, điện ảnh và làm MC nhiều chương trình dành cho thiếu nhi. Cậu bé này được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt vàng của làng thời trang trẻ em Việt Nam. Với kinh nghiệm sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang từ 5-6 tuổi, Phong Thiên đã sớm ghi tên mình vào danh sách người mẫu nhỏ tuổi tại nhiều sự kiện thời trang danh tiếng. Tháng 8 năm 2022, Phong Thiên tiếp tục góp mặt trên sàn diễn thời trang quốc tế. Khi tham dự Thái Lan Fashion Week 2022, tuần lễ thời trang Thái Lan, Việt Nam International Fashion Week 2022, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Được biết, sau khi giành ngôi vị quán quân, Phong Thiên không chỉ nhận được phần thưởng có tổng giá trị 150 triệu đồng từ chương trình, mà còn được bố mẹ thưởng nóng một số tiền lớn với mong muốn làm hành trang vững chắc, tạo đà tiến bước sâu hơn trên con đường nghệ thuật cho con trai của mình. Trước đó, bố mẹ cậu bé chia sẻ luôn tôn trọng đam mê, sở thích của con trai và tạo điều kiện hết mực để con mình có thể phát triển nghệ thuật ngay từ nhỏ. Phong Thiên không chỉ nổi bật trên sàn catwalk mà còn lấn sân ca hát, mắc ca, điện ảnh, em có tài năng vũ đạo. Từng góp mặt trên sân khấu lớn cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như ca sĩ Ngọc Sơn, Randy, Hoàng Châu, Cổ Văn Cường. Phát triển tài năng nghệ thuật toàn diện là vậy nhưng Phong Thiên vẫn duy trì thành tích học tập đáng ngưỡng mộ ở trường. Vì lẽ đó, cha mẹ của tài năng nhí càng trân trọng nỗ lực của con trai và luôn có những phần thưởng kịp thời, khích lệ những thành quả đáng quý của tài năng nhí. Với những thành tích ngày một phong phú, Phong Thiên hứa hẹn sẽ có thêm nhiều tác phẩm ấn tượng, rất có thể sẽ trở thành một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt trong tương lai.